Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Như thường lệ, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những bản tin nhanh nhất, mới nhất về tình hình dịch COVID-19 trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính. Nóng, Bộ Công an khởi tố vụ án lộ đề môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Ban giám đốc CDC Hà Nội Trường Quang Việt liên quan vụ Việt Á. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phục chức Phó Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyên Quang cần làm rõ chuyện người dân bị om tiền đền bù. Ba dự án đường cao tốc nếu làm không cẩn thận sẽ có hệ lụy mất cán bộ. Nóng, Bộ Công an khởi tố vụ án lộ đề môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Thưa quý vị, căn cứ kết quả điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, ngày 10 tháng 6 2022, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị My, sinh năm 1963, nguyên giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội, và khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Sâm, sinh năm 1949, nguyên giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định và các lệnh nêu trên đối với bị can Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra làm rõ sai phạm của bị can và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật. Vụ việc được thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên toán sinh tại Hệ thống Giáo dục Học mãi, Hà Nội, phản ánh khi thấy đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn sinh học có nhiều phần trùng lặp với nội dung ôn tập cho học sinh của thầy Phan Khắc Nghệ, hiệu phó trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh. Sau khi có dư luận về vụ việc này, Bộ Công an đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo lập tổ công tác liên ngành vào cuộc xác minh. Quá trình xác minh phát hiện một số tồn tại sơ hở trong ra đề và xây dựng ngân hàng đề, nên Cục An ninh Chính trị Nội bộ kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh công tác tổ chức thi và ra đề thi. Ban giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt liên quan vụ Việt Á. Thưa quý vị, ông Trương Quang Việt, giám đốc CDC Hà Nội và kế toán trưởng bị bắt do sai phạm liên quan vụ Việt Á. Ngày 10 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Quang Việt, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội và kế toán trưởng CDC Hà Nội. Năm 2020, do tình hình cấp bách của dịch bệnh, trong quá trình tổ chức đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19, các đối tượng được giao nhiệm vụ thực hiện đã có hành vi móc nối, thông đồng với nhân viên thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á để vay hàng, sử dụng trước rồi hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu sau, hoặc đưa các thông số kỹ thuật tính năng sản phẩm của kit xét nghiệm COVID-19 do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất vào hồ sơ mời thầu. Việc đưa các tính năng kỹ thuật của sản phẩm vào hồ sơ mời thầu để đảm bảo chỉ có Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á cung ứng được sản phẩm vì đã vi phạm quy định của pháp luật để đảm bảo về tính công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 9 tỷ đồng. Sau khi được thanh toán tiền hai gói thầu, Công ty Việt Á đã chuyển lại cho kế toán trưởng của CDC Hà Nội số tiền ngoài hợp đồng hơn 1 tỷ đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phục chức Phó Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh khôi phục quyền lợi ích hợp pháp của bà Trương Thị Hiền. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay đã nhận được báo cáo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện kết luận số 07 KL-BCCD ngày 13 tháng 5 2022 của Ban cán sự Đảng. Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau. Về nội dung thực hiện các thủ tục cần thiết để khôi phục quyền lợi ích hợp pháp đối với tiến sĩ Trương Thị Hiền. Sau khi có quyết định số 3815 QĐ-BGCDT công nhận Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 20 tháng 11 năm 2020 đến ngày 16 tháng 3 năm 2021, ngay Chủ tịch Hội đồng Trường ký thông báo số 07-TBHDT, bà Trương Thị Hiền không có quyết định cho thôi hoặc miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng và vẫn hưởng các chế độ chính sách quyền hạn đối với Phó Hiệu trưởng. Do đó, việc khôi phục quyền lợi ích hợp pháp của bà Trương Thị Hiền được tính từ ngày trường thôi các chế độ chính sách quyền hạn đến nay. Bộ yêu cầu người phụ trách trường thực hiện nghiêm kết luận số 07 KLBCSD ngày 13 tháng 5 2022 của Ban cán sự Đảng.
Về nội dung, giao quyền hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng phụ trách có thời hạn từ 3 đến 6 tháng để giải quyết các yêu cầu cấp bách. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ khoản 10 điều 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học, luật số 34, hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, trừ trường hợp quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học, quy định tỷ lệ biểu quyết cao hơn, quyết định của hội đồng trường được thực hiện bằng hình thức nghị quyết. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thư ký hội đồng trường xin ý kiến biểu quyết về nội dung giao phó hiệu trưởng phụ trách trường của những thành viên hội đồng trường tham dự. Ngày họp ngày 27 tháng 5 2022, tổ chức họp hội đồng trường quyết định việc giao phó hiệu trưởng phụ trách trường theo quy định đa số của luật số 34. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc, khẩn trương thực hiện hoàn thành các nội dung nêu trên trước ngày 15 tháng 6 và báo cáo kết quả về Bộ. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thư ký Hội đồng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt Hội đồng trường thực hiện ngay việc ký thông báo thu hồi thông báo số 07/TB-HDT ngày 16 tháng 3 2021 theo chỉ đạo của Bộ và trên cơ sở quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp ngày 13 tháng 4 2022, thời hạn hoàn thành chậm nhất là ngày 17 tháng 5 2022. Người phụ trách trường thực hiện các thủ tục cần thiết để khôi phục quyền lợi ích hợp pháp đối với tiến sĩ Trương Thị Hiền, thời hạn hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Hội đồng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phải thống nhất giao quyền hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng phụ trách có thời hạn từ 3 đến 6 tháng để giải quyết các vấn đề cấp bách của nhà trường và thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5 2022. Sau yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu một nhân sự để phụ trách trường. Tuy nhiên, khi Hội đồng trường bỏ phiếu thì tỷ lệ đồng ý không đủ để ra nghị quyết nên việc bầu người phụ trách trường đến nay vẫn bế tắc. Một năm qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh không có hiệu trưởng, bí thư đảng ủy cho tới chủ tịch hội đồng trường. Công tác tổ chức nhân sự ở ngôi trường đào tạo kỹ thuật hàng đầu phía Nam được cho là có nhiều nội dung phức tạp. Tuyên Quang cần làm rõ chuyện người dân bị om tiền đền bù. Thưa quý vị, chương trình đô thị miền núi phía Bắc tại tỉnh Tuyên Quang đã gần hoàn thành, nhưng đến nay, một số hộ gia đình thuộc diện thu hồi đất phản ánh vẫn chưa nhận được tiền đền bù. Có hay không chuyện tiền đang bị om ở ban quản lý dự án hay sự chiếm dụng của một số cá nhân rất cần được làm rõ. Ngay sau khi báo chí có bài viết về nguy cơ chậm tiến độ chương trình đô thị miền núi phía Bắc tại tỉnh Tuyên Quang, phóng viên liên tục được phản ánh của một số hộ dân tại thành phố Tuyên Quang về việc họ chưa nhận được tiền đền bù dù công trình đã gần bàn giao. Cụ thể thì ông Đỗ Văn Long, số nhà 04, tổ 10, phường Nông Tiến phản ánh đến nay, chỉ còn duy nhất gia đình ông là chưa được tiền đền bù, mặc dù quyết định chi trả thì đã có. Từ cuối năm 2021, ông Long đã nhiều lần liên hệ với ban quản lý dự án phía Bắc, thành phố Tuyên Quang để đòi tiền nhưng chỉ nhận được những lời xin khất. Theo thông báo số 143/TB-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, thì gia đình ông Đỗ Văn Long có 92,7m2 đất ở đô thị phải thu hồi để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường từ Tân Trào đi Đền Cấm, thành phố Tuyên Quang, theo nguồn vốn chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Ông Long cho biết cuối năm 2020, ban quản lý dự án và nhà thầu đến xin gia đình tạo điều kiện bàn giao mặt bằng trước để thi công. Mặc dù lúc đó thì chưa có quyết định đền bù, chưa nhận được tiền, nhưng mà gia đình vẫn cho phép giữa tường rào bàn giao mặt bằng. Đứng bên bức tường rào mới xây thì ông Long bức xúc. Tôi đã 55 tuổi đảng nên nghĩ mình phải gương mẫu, cũng không muốn gây khó khăn gì cho việc thi công nên cho họ phá dỡ tường, chặt cây cối để làm đường ngay. Nhưng mà đến năm nay thì đã hơn một năm rồi mà gia đình vẫn chưa nhận được tiền đền bù. Cũng theo ông Long, trong số hơn 60 hộ tại tổ 10 phường Nông Tiến có đất bị thu hồi để làm dự án thì chỉ còn mình gia đình ông chưa nhận được. Các đợt chi trả đều đã diễn ra trong năm 2021. Gia đình thì đã nhiều lần gọi điện cho ông Lê Bình, phó giám đốc ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Tuyên Quang để hỏi về việc chi trả tiền đền bù, nhưng mà ông Bình đều khất trả hết lần này đến lần khác. Ngay tại cuộc làm việc, phóng viên người nhà ông Long cũng gọi điện trực tiếp cho ông Lê Bình để hỏi về số tiền đền bù thì được nhận được câu trả lời: "Em biết rồi, em đang cho anh em cân đối lại số tiền, nhà anh được duyệt hơn 140 triệu đấy. Hết tuần này em điện cho anh rồi mời anh ra nhận tiền, bố trí vốn bên em nó có trục trặc một tí anh ạ. Nhà anh đã có quyết định phê duyệt bồi thường số 584 rồi." Nhưng theo người nhà ông Long, rất có thể lần hứa chi trả tiền bồi thường này từ phía lãnh đạo ban quản lý dự án cũng sẽ giống như các lần trước, được bật vô âm tín. Ngày 8 tháng 6, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Tuấn Hùng, phó giám đốc ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Tuyên Quang cho biết, các hộ dân tại phường Nông Tiến đều nhận được hết tiền rồi, không ai bị om đâu, khi tiến hành chi trả đều có thông báo và mời Ủy ban Nhân dân phường tham gia.
Ông Hùng khẳng định, nguồn tiền cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng luôn có và chi trả ngay cho người dân khi có quyết định. Việc này đã được phê duyệt và thực hiện xong trong năm 2021. Trong khi đó, thì ông Dương Văn Thình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nông Tiến xác nhận, với trường hợp nhà ông Long thì trước kia có vướng mắc một chút liên quan đến bờ, tường rào nhưng đã giải quyết xong xuôi hết từ lâu rồi. Nếu biết thì gia đình ông Long đang làm đơn kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng như công an, tòa án để làm rõ sự việc. Nếu đúng có dấu hiệu chiếm đụng tiền đền bù thì cần phải xử lý nghiêm, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Ba dự án đường cao tốc, nếu làm không cẩn thận sẽ có hệ lụy mất cán bộ. Thưa quý vị, thảo luận về ba dự án đường cao tốc, đại biểu Quốc hội đặt vấn đề hành lang pháp lý đầy đủ, tại sao phải xin cơ chế, bởi nếu không làm cẩn thận thì sẽ có hệ lụy mất cán bộ sau này. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp 3 ngày 10 tháng 6, Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Thảo luận về ba dự án này, đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho rằng, trong triển khai dự án cần có trình tự ưu tiên rõ ràng, cần ưu tiên giải quyết dứt điểm những dự án còn dang dở, chưa hoàn thiện như đường Hồ Chí Minh và ưu tiên cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long nơi còn quá ít đường cao tốc. Đồng thời cần chú trọng hệ thống đầu nối giữa các bên với những cao tốc đang mở, tránh tình trạng đầu nhiệm kỳ nguồn sách còn dư vì áp lực giải ngân nên lại tiếp tục đầu tư thêm dự án thì sau này cân đối vốn rất là khó. Về nguồn vốn địa phương đầu tư cho dự án, đại biểu lo ngại có những địa phương điều kiện còn khó khăn, không đảm bảo được nguồn kinh phí nên cần có tính toán, phân tích kỹ để chia sẻ những khó khăn với các địa phương. Về cơ chế đầu tư, đại biểu bày tỏ băn khoăn tại sao luật đầu tư công, luật đầu tư theo đối tác công tư, luật đấu thầu đã có nhưng vào các dự án giao thông này lại phải xin cơ chế, không biết tại sao lại như vậy. Đại biểu Tào Văn Hạ đặt câu hỏi. Về chỉ định thầu, ông Hạ lưu ý, vấn đề này cũng đã tạo ra những kẽ hở, tạo cơ chế xin cho thiếu tính minh bạch công khai. Đại biểu đoàn Quảng Nam đặt vấn đề, hành lang pháp lý đầy đủ, tại sao phải xin cơ chế? Nếu chúng ta làm không cẩn thận thì sẽ có hệ lụy mất cán bộ sau này, đơn vị được, đơn vị không được, người được quyết, người không được quyết, thậm chí ảnh hưởng đến chất lượng công trình sau này. Đại biểu Tạ Văn Hạ cảnh báo. Ông diễn lại hậu quả của cơ chế chỉ định thầu vừa qua trong lĩnh vực y tế do dịch bệnh mà cho cơ chế chỉ định thầu đã để lại một hệ lụy rất lớn. Do vậy, đại biểu đề nghị trong quá trình triển khai các dự án này phải thực hiện thật kỹ, thật tốt để tránh phải xử lý hậu quả, đặc biệt đau đớn nhất là làm mất đội ngũ cán bộ do cơ chế. Giám sát chặt chẽ việc chỉ định thầu theo quy định. Đồng tình với chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc, đại biểu Nguyễn Thanh Hải, đoàn Long An đề nghị các cơ quan quan tâm bố trí đủ nguồn vốn để triển khai thực hiện và cho các địa phương có thể phát hành trái phiếu để đảm bảo việc bố trí đủ vốn và kịp thời. Đại biểu đề nghị chính phủ chỉ đạo quyết liệt, nhất quán trong các địa phương cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng tiến độ và xác định đây là nội dung khó, thể hiện sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Vì đại biểu đoàn Long An đề nghị có cơ chế chỉ định thầu đối với một số gói thầu như tư vấn, di dời, hạ tầng kỹ thuật, đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Trong đó, việc chỉ định thầu phải có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Đại biểu Hải cũng đề nghị phân cấp phân quyền cho các địa phương trong việc quản lý khai thác, sử dụng quỹ đất dọc theo tuyến đường đi qua cho việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và cho thẩm quyền để có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp nhằm giúp cho các địa phương chủ động trong việc triển khai dự án và thu hút đầu tư. Theo chương trình Quốc hội sẽ xem xét biểu quyết thông qua các nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 vào phiên bế mạc kỳ họp thứ 3.